0102, thoát ly ngay. 01 nghe tốt, 02 nghe tốt. Địch đã bao vây 02, 02 gặp nguy hiểm. Tam đảo gọi 01. Tam đảo gọi 01 nghe rõ trả lời. Tam đảo gọi 01 nghe rõ trả lời. Tìm kiếm và xác định ngay vị trí máy bay của ta rơi và có thể phi công đã nhảy dù. Đó. Anh ba. Ngày mai vào lúc 2 giờ sáng, cùng với lực lượng địa phương, đội tìm kiếm vụ sáng sẽ lên đường theo dự kiến. Cậu có ý kiến gì không? Dạ thưa anh ba, sáng nay Thủy Tiên gặp tôi xin tham gia đội tìm kiếm ạ. Thủy Tiên đã điện thoại gặp tôi, nhưng tôi đã từ chối. Bởi lẽ đây không phải là cuộc dạo chơi dã ngoại, mà là một công tác khó khăn, thậm chí có thể nguy hiểm tới tính mạng. Alo, sở chỉ huy tiền phương đây ạ. Cho tôi gặp ba Trần. Dạ, có anh ba Trần ở đây ạ. Anh ba, của Tư Lệnh. Dạ, báo cáo Tư Lệnh. Tôi ba Trần nghe đây. Tôi nghe Thủy Tiên nói sáng mai các cậu đi tìm kiếm vũ sáng phải không? Dạ phải ạ. Con bé nó nói với tớ là xin các cậu cho nó đi theo để viết bài phóng sự, và chắc chắn rằng bài báo sẽ được nhiều người đọc. Ý của anh là... Tớ thấy con bé nó nói cũng phải, nên xin các cậu xem xét. Tư Lệnh đã có lời thì chúng tôi phải chấp hành thôi. Cảm ơn cậu. Dạ, chào Tư Lệnh. Em chào các anh ạ. Chào Thủy Tiên. Chào. Để rồi xem, ngày mai đội tìm kiếm là phải tìm kiếm cả cô nữa không? Thủy Tiên, sao rồi em? Sáng mai đoàn sẽ đi tìm ánh sáng. Các anh làm vậy là sao? Nghĩa là các anh khẳng định anh Vũ Sáng đã hy sinh rồi. Anh không thể nào nghĩ khác được. Vì máy bay của Vũ Sáng đã trúng tên lửa rồi. Chỉ còn là một quả cầu lửa. Nhưng anh ba Trần, anh Huỳnh Tấn cho em biết đã ra lệnh cho anh Vũ Sáng nhảy dù khỏi máy bay trước khi nó bốc cháy mà. Sương mù dày đặc nên tầm nhìn bị hạn chế. Anh không nhìn thấy gì cả. Có thể là Vũ Sáng vẫn còn sống, nhưng cũng có khi... Thôi, đừng khóc nữa Thủy Tiên à. Chúng ta hãy tin vào khả năng thứ hai, là anh Vũ Sáng vẫn còn sống và ở đâu đó trong rừng thì sao? Anh Trịnh Nhung, em đề nghị với anh, lần sau đừng có bày cái bát không như thế này nữa. Tác động đến tất cả mọi người đấy. Chúng ta cần phải hy vọng chứ. Anh xin lỗi. Từ trưa, anh lo cho Vũ Sáng thôi. Em biết là anh Vũ Sáng sẽ sớm về với chúng ta. Thôi, các anh ăn cơm đi. Thôi, mình ăn cơm đi. Thôi, ăn đi. Vào đi em.
Đang bao vây không một, không một gặp nguy hiểm. Không. Không. Thủy Tiên, có chuyện gì thế? Kinh khủng quá. Mình vừa thấy anh Vũ Sáng máu me đầm đìa. Thôi, Thủy Tiên. Thủy Tiên chỉ gặp ác mộng thôi. Sớm mai đơn vị sẽ đi tìm anh Vũ Sáng mà. Thôi, ngủ đi. Cứ nhắm mắt lại là lại thấy anh Vũ Sáng, khi thì sống, lúc thì chết. Thôi, ngủ đi. Nào. Ngủ đi nhá. Anh Vũ Sáng! Phi công Vũ Sáng! Anh ở đâu? Sáng ơi! Anh Sáng ơi! Tôi đã phối hợp với bộ đội và dân quân du kích địa phương, chia thành nhiều toán. Anh Sáng ơi! Nhiều mũi lùng sục trong các khu rừng trên cơ sở lời kể của người dân. Ở độ anh cao Sáng và tốc độ của gió, anh Phi Công chúng tôi ơi, phải tìm bằng được Vũ Sáng. Anh Phi Công Vũ Sáng! Anh Vũ Sáng! Tìm ở đâu ngươi chứ này? Có thấy gì không? Đi sang bên kia. Anh Sáng ơi! Đồng anh Sáng ơi! Anh Phi Công ơi! Cô Thủy Tiên đã mệt chưa? Tôi chưa. Các anh đi đâu tôi theo đấy. Chúng ta nghỉ chân một lát rồi lại đi tìm. Ở chỗ nào? Đã sắp đến chỗ anh Vũ Sáng nhảy dù chưa hả anh? Còn khoảng 3 cây số nữa thì tới. Cô Thủy Tiên cứ nghỉ đi. Thôi, mọi người cứ đi tiếp đi, tôi theo được mà. Tất cả mọi người đi theo hướng này. Nào, đi, chúng ta lại tiếp tục tìm nào. Đồng chí Vũ Sáng! Đồng chí Vũ Sáng ở đâu? Anh Sáng ơi! Thank you.
Vũ Sáng. Đồng chí Sáng ơi. Anh Sáng ơi. Anh Sáng ơi. Anh Sáng ơi. Anh Sáng, anh ở đâu? Đồng chí Sáng. Tả ra bên kia. Anh Sáng. Nhìn bên này xem nào. Ở chỗ nào nữa. Anh Sáng ơi. Bên kia xem nào. Anh Sáng. Thấy gì không? À, mọi người ơi, ở đằng này có dù này. À, đây, đây, bên này, bên này. Qua đây. Đâu? Anh Sáng ơi. Này mọi người ơi, mọi người tản ra đi mà tìm. Hai người đi hướng này, hai người đi hướng kia. Rõ, rõ. Này đứng lại, đi về hướng này đi. Anh Sáng ơi. Anh Vũ Sáng. Đồng chí Sáng ơi. Anh Sáng ơi. Anh Sáng. Có thấy gì không? Cậu sang bên kia đi. Anh Sáng. Anh Sáng ơi. Tùy kia. Thủy Tiên. Anh Sáng. Thủy Tiên. Anh Sáng. Anh Vũ Sáng. Báo cáo anh. Tình hình thế nào? Báo cáo thủ trưởng, đã đưa Vũ Sáng vào bệnh viện. Thế Thủy Tiên đâu? Dạ, Thủy Tiên cũng vào bệnh viện ạ. Tôi cứ lo. Các cậu ngồi uống nước đi. Cửu Liên này, mọi người đang tận hưởng những phút giây thanh bình. Vâng, bao ngày sơ tán ở chốn nhà quê, được trở về Hà Nội, ai cũng muốn được ngắm nhìn phố phường anh ạ. Em muốn đón mẹ em cùng với bà chị dâu và hai đứa cháu trở về lắm. Nhưng anh Thạnh bảo là khoan đã. Mà hôm vừa rồi anh Thạnh em về nhà, hai anh em tranh luận nảy lửa. Về chuyện gì hả em? Anh ấy bảo sắp tới Mỹ sẽ đưa B-52 ra đánh Hà Nội. Lúc đó có thua nó mới chịu thua. Ờ, anh cũng có nghe nói như thế. Chỉ tiếc là anh không thể cùng mọi người tham chiến để bảo vệ thủ đô. Anh đừng quá tự ti. Công việc của anh ở trường cũng đâu có kém phần quan trọng. Ừ. Biết rằng là như vậy, nhưng anh thấy mình sẽ có ích hơn nếu được đứng trong khẩu đội 12 ly 7 như em và các bạn của em. Sau này anh sẽ là một nguồn tri thức quý giá của đất nước khi đất nước thống nhất đấy. À, báo cho anh một tin, bọn em đang tập bắn máy bay tầm thấp đấy. Thế à? Liên này, dù biết rằng chiến tranh là bất chắc, nhưng em phải chú ý đến sự an nguy của mình Liên nhé. Để em đỡ anh lên nhé. Các đồng chí đã đọc báo và nghe đài chưa? Dạ, sau khi nghe bản tuyên bố, bọn em hiểu rằng
thằng Định đang củ nhảy, nhưng trước sau gì cũng phải ký hiệp định đình chiến. Vậy nghĩa là sắp hòa bình, chúng ta sẽ được nghỉ ngơi phải không ạ? Tôi đố các đồng chí biết, bầu trời màu gì? Và nhìn vào bầu trời, ai có thể đoán biết được chuyện gì sắp xảy ra? Dạ, trời màu xanh ạ. Đúng vậy, nhưng đằng sau màu xanh ấy đang ẩn chứa đầy giông bão đấy. Anh Dương nói gì bọn em vẫn chưa hiểu. Mình nói ví von vậy thôi, nhưng thực tế là thế này. Thằng địch đang tìm cách đánh lạc hướng chúng ta. Nhảy lúc ta sơ hở là chúng ra đòn liền. Các đồng chí đã hiểu chưa? Theo em thì nên đánh cho tóe khói rồi mới đàm, phải không anh? Cấp trên xác định B-52 sẽ đánh phá ra miền Bắc và Hà Nội sẽ là mục tiêu trọng yếu. Do vậy, chúng ta sẽ phải đương đầu với một cuộc chiến hết sức khốc liệt. Vậy nghĩa là mình phải tạm gác mọi thứ lại. Tuyên bố của chính phủ như một bản quân lệnh. Tôi xin hứa với các đồng chí, sau khi chúng ta quét sạch B-52 khỏi bầu trời Hà Nội, anh em chúng ta sẽ tha hồ vui. Cảm ơn các đồng chí. Thưa các đồng chí, sư đoàn vừa điện đàm cho chúng ta nhắc nhở tổ chức cho bộ đội nghe bản tuyên bố của chính phủ, đăng toàn văn trên báo Quân đội Nhân dân. Tình hình chung đang diễn ra vô cùng bất lợi. Chúng ta vừa chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Từ cơ quan đến đơn vị, tất cả đang căng sức để thực hiện nhiệm vụ. Đột nhiên, mọi thứ trùng hết cả xuống. Đây là thời điểm dễ bị hở sườn nhất. Nếu đơn vị nào mất cảnh giác, sẽ bị knock out ngay. Đảng ủy và chỉ huy trung đoàn đề nghị các đồng chí quán triệt sâu sắc đến tình hình mới, làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ nắm được âm mưu, thủ đoạn của địch. Làm sao để bộ đội nhận thức được thái độ lật lọng, cháo chờ của kẻ địch, gột sạch ảo tưởng hòa bình, sẵn sàng chiến đấu thắng lợi. Hiện nay, trang bị cho mỗi tiểu đoàn bệ đạn và một xe xích dự phòng khi xe kéo đạn bị sa lầy. Vấn đề mấu chốt bây giờ, tôi nghĩ vẫn là công tác tư tưởng. Đúng. Đồng chí Thế nói đúng. Vấn đề là lúc này, làm sao để bộ đội thấm được tư tưởng chỉ đạo của cấp trên, không mang đến chuyện xả hơi. Tôi đã từng đề cập là trung đoàn ta chưa từng chạm trán B-52 lần nào. Các kíp chiến đấu hầu hết đều mới mẻ. Do vậy, tình hình đặt ra là không đơn giản chút nào. Đảng ủy, chỉ huy tiểu đoàn chúng tôi đã lường trước mọi khía cạnh, thuận lợi, khó khăn để xác định và quyết tâm chiến đấu. Cơ quan chính trị nhất trí với những đề xuất của các tiểu đoàn. Chúng tôi sẽ tích cực triển khai, phối hợp với các đồng chí, quán triệt tốt tư tưởng cho bộ đội. Yêu cầu các đồng chí động viên bộ đội xây dựng quyết tâm, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi. Rõ. Tôi và anh Lược vừa đến tổng hành dinh báo cáo với đại tướng. Cấp trên sẽ trực tiếp xuống duyệt phương án tác chiến đánh B-52 của chúng ta. Sau khi Nixon tái đắc cử tổng thống, phía Mỹ đã thay đổi nhiều điều trong văn bản hiệp định. Hội nghị Paris đã đi vào ngõ cụt. Không còn nghi ngờ gì nữa. Họ bộc lộ ý đồ thương thảo trên thế mạnh đấy mà. Điều này càng chứng tỏ tầm nhìn xa trông rộng của bộ thống soái chúng ta. Nếu không có đòn quyết định trên chiến trường, thì mọi việc vẫn cứ dậm chân tại chỗ. Việc tung hỏa mưu của Kissinger và việc công bố ngừng ném bom của Nixon là một ý đồ thủ đoạn, tính toán hết sức thâm độc. Đúng vậy, có thể thấy ngay trò lừa bịp mị dân của kẻ thù, chủ yếu nhằm vào hàng ngũ những người cầm súng của chúng ta. Việc cần kiếp lúc này là phải tiến hành một đợt sinh hoạt chính trị tuy ngắn nhưng sâu rộng trong toàn quân chủng nhằm xúc lại tinh thần bộ đội. Tôi sẽ trực tiếp chỉ đạo vấn đề này. Điều quan trọng nhất là binh chủng phải tập trung uốn nắn những luồng tư tưởng lệch lạc trong cán bộ và chiến sĩ.
làm cho mọi người phải hiểu rõ được âm mưu và thủ đoạn của kẻ địch. Nghiêm Hà, bất đắc dĩ bố phải báo cho con chuyện không vui này. Ông bố cái Phượng đã sang nhà mình xin được trả lễ. Người ta không giải thích gì nhiều. Họ chỉ nói đơn giản là đi xem bói toán gì đó. Thầy phán mệnh hai đứa xung khắc, khó mà ăn đời ở kiếp được với nhau. Anh Hà thương nhớ, xin anh đừng trách và giận em. Bởi vì em cũng chỉ là một người bình thường như bao cô gái khác. Em muốn được hưởng hạnh phúc làm vợ rồi làm mẹ, chứ không thể để tuổi xuân héo mòn như bà chị em. Bao nhiêu năm mà chẳng có được một con. Vì anh rể em cũng là sĩ quan radar như anh. Anh hiểu không? Vừa nhận được thư của vợ chưa cưới, sướng nhờ. Thư Phượng, ông đọc qua đi, rồi biết tôi sung sướng như thế nào. Tại sao lại có chuyện như thế này được? Có khi thế lại hóa hay ông à? Giả dụ như cưới Phượng, nếu bây giờ hai đứa đều giang dở. Có khi còn khổ hơn nhiều. Vớ vẩn thật. Tôi cũng không thể hiểu nổi cô Phượng thế nào nữa. Báo cáo tư lệnh quân chủng, bộ đội đang nghe phổ biến về cách đánh B-52. Xin nghe chỉ thị của đồng chí. Đồng chí cho bộ đội nghỉ. Rõ. Báo cáo hai thủ trưởng. Văn Dương là em ruột đồng chí Ba Trần. Trung đoàn trưởng không quân CH-1 đấy ạ. Anh là phi công, em là sĩ quan tên lửa. Thật là hiếm có hóa đấy nhá. Vâng. Hai anh em cậu thi đua ngoắc tay nhau xem ai là người bắn rơi B-52 trước nhá. Này, nếu hôm nay tôi không tháp tùng cụ Chí thì làm sao biết được cậu Dương là em trai của Ba Trần. Báo cáo hiếu xạ tự nhiên hương thôi ạ. Nhất trí. Hôm nay quân chủng, binh chủng và sư đoàn đến thăm trận địa. Tôi muốn biết sau khi nghiên cứu tài liệu, các đồng chí có thể bắn hạ B-52 không? Báo cáo các thủ trưởng, vận dụng cách đánh mới này, chúng tôi xin hứa nhất định sẽ bắn rơi máy bay B-52 ngay tại chỗ. Tôi chờ khao thưởng cho trận địa nào bắn rơi B-52 tại chỗ đầu tiên. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, luôn sáng tạo và lập được nhiều chiến công. Anh Liễu ơi, anh Liễu. Dương đấy à, có chuyện gì thế? Tại sao kế hoạch thay đổi đột ngột như vậy mà anh không báo cho chúng tôi biết? Thật ra thì tôi rất muốn cậu cùng đi, nhưng đây là ý kiến chỉ đạo của thủ trưởng trung đoàn. Ta phải chấp hành mệnh lệnh vô điều kiện, mà đi hay ở cũng đều là nhiệm vụ cả. Thế nhá Dương nhá.
Đương nhiên tôi sẽ chấp hành mệnh lệnh, nhưng tôi vẫn cảm thấy không thoải mái. Thôi nào, có lý do chính đáng. Anh Ba Trần đã đặt vấn đề với trung đoàn, mà chỉ một hai ngày nữa là cậu sẽ biết thôi. Chào các đồng chí. Chào các đồng chí. Chào các thủ trưởng. Chào các thủ trưởng. Chào. Dạ, chào thủ trưởng. Chào anh ạ. Chào đồng chí. Đi nhá. Chào anh. Chân cứng đá mềm. Dạ. Bộ tư lệnh chào đón tin vui của các đồng chí mang về đấy. Cảm ơn các thủ trưởng. Nhờ các đồng chí vào trong đó chuyển lời thăm hỏi của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh tới toàn thể cán bộ chiến sĩ trung đoàn H63 nhé. Vâng, cảm ơn thủ trưởng. Các thủ trưởng kia yên tâm, chúng tôi sẽ sớm có tin vui để gửi về Hà Nội ạ. Chúc các đồng chí thành công. Dạ vâng. Lũ B-52 đang tắc oai tắc quái ở Nghệ An, Hà Tĩnh. Lần này chắc chắn trung đoàn H63 sẽ làm nên chuyện. Nhớ chụp thật kỹ vào nhá, để mang về phổ biến kinh nghiệm cách đánh B-52 cho các đơn vị ngoài này nhá. Chỉ sợ các bác không đủ sức để xem thôi. Em xin các bác một kiểu ảnh để làm tư liệu ạ. Được, đúng rồi đấy ạ. Mời các thủ trưởng ạ. Mời anh. Sau khi ngừng ném bom từ vĩ tuyến 20 trở ra, Mỹ tăng cường đánh phá Nghệ An và khu 4, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tổng Tham mưu, Quân chủng Phòng không Không quân đã điều các đơn vị tên lửa và pháo binh chi viện cho khu 4 và Quảng Trị, quyết tâm đánh hạ tại chỗ pháo đài bay B-52. Những lần đụng độ B-52 ở chiến trường khu 4 là những bài học bổ ích và xương máu chuẩn bị cho cuộc thử lửa trên bầu trời Hà Nội. Kiều Liên. Anh Ninh. Em đi đâu thế? Em ra với đội tự vệ nhà máy. Anh tưởng em rảnh, anh mời em ra bờ hồ ngồi ngắm cảnh một lúc. Thôi anh ạ. Em phải đi ngay, em đang vội. Em đi Liên. Nhá. Liên. Toàn khẩu đội chú ý, khẩu đội lắp đạn. Một xong, hai xong, ba xong. Khẩu đội chú ý, bay thấp, tốc độ 80, cự ly 1800, điểm xa dài, chuẩn bị, bắn, ngừng bắn. Số 2, 12, bổ nhau, tốc độ 250, cự ly 1800, điểm xa dài, chuẩn bị, bắn, ngừng bắn. Con Liên kìa chúng mày ơi. Liên kìa. Liên kìa. Xuống đi chúng mày ơi. Chúng mày ơi, tao đây. Xuống đi chúng mày ơi. Liên. Có mệt không? Sao đến muộn thế? Có việc nên đến muộn một chút. Liên, sao đến chậm thế? Cứ tưởng qua nhà một tí thôi, nhưng mà lại có việc đột xuất phải giải quyết. Con phải nhanh cái chân lên, làm cái gì mà lâu thế? Cả con kia nữa. Lại đây. Nào, tránh ra. Cứ tưởng cậu về nhà fan này để tìm anh phi công đọ súng với anh phở tờ sờ chúng mày nhở? Con này sẽ bảo phở tờ sờ. Vớ bằng cái gì? Mọi người còn đang nghĩ là cậu về đến nhà gặp cái anh phở tờ sờ đấy. Anh ấy ôm cho một cái, hôn cho một phát thì làm sao mà rút đi được, phải không? Đúng thế con này, gì? Đừng có mà cười trừ đấy. Nhưng mà tớ thấy anh Ninh quan tâm quá, tớ cũng cảm thấy có chút xao động đấy. Trời ơi, nàng ơi, yêu được thì yêu luôn đi, băn khoăn cái nỗi gì nữa. Nhưng mà tớ... Liên này, hôm trước tớ gặp cái Huệ ở bếp bay đấy. Thế hả? Cậu có hỏi gì về anh Sáng không? Có. Anh Sáng bị máy bay Mỹ bắn rơi rồi còn gì? Cái con này, anh Sáng làm sao? Này,
Không phải như nó nói đâu, đừng có nghe nó. Tớ gặp cái Huệ, cái Huệ đã bảo với tớ là anh Vũ Sáng đã nhảy dù ra khỏi máy bay rồi. Thế nhưng mà anh ấy bị lạc ở trong rừng, chỉ lạc trong rừng thôi. Thế có ai đi tìm anh ấy chưa? Có, cả đại đội bay đã tìm thấy anh ấy rồi cậu ạ. Nhưng mà gì? Nhưng mà sao? Cậu nói đi. Có cả Thủy Tiên cũng đi cùng trong đội tìm kiếm ấy. Rồi Thủy Tiên là người tìm thấy ánh sáng trước tiên. Này, có chuyện lần gì sau vậy? Có thư là phải cho tớ xem cùng đấy nhá. Còn lâu nhá. Chào các cậu. Em chào thủ trưởng. Chào anh ạ. Em chào anh. Mừng Vũ Sáng đã trở về đơn vị. Em cảm ơn anh. Ngồi đi. Thế nào? Đại đội đã sẵn sàng quần nhau với B-52 chưa? Dạ, sẵn sàng. Đã sẵn sàng ạ. Ủa, cô Thủy Tiên lên đây từ hồi nào? Dạ, em cũng mới lên thôi ạ. Uống nước đi. Rồi, uống nước đi. Em mời mọi người ạ. Em uống đi. Em ra đây, anh có gì muốn nói với em? Vâng. Vũ Sáng đã có cô Thủy Tiên, lúc nào cũng bám như đỉa ấy. Nguyệt Hà làm gì có chỗ chứ? Em sai rồi Nguyệt Hà. Anh nói vậy là sao? Vũ Sáng với Thủy Tiên chẳng qua chỉ là bạn với nhau thôi. Còn Kiều Liên mới chính là người yêu của Vũ Sáng. Kiều Liên và Vũ Sáng chia tay nhau rồi. Đúng là như vậy. Nhưng mà Vũ Sáng lúc nào cũng nhắc tới Kiều Liên. Anh với Vũ Sáng ở chung với nhau, chuyện vui buồn lớn nhỏ gì á, Vũ Sáng cũng đều kể cho anh nghe. Thôi được rồi, em biết rồi. Em có việc, em đi trước. Dạo này đơn vị tất bật hơn. Chị Nhung hả? Nhung Sáng à? Chào mọi người. Chào anh chị Nhung. Sáng nè, tôi có chuyện riêng muốn nói với cậu. Chuyện gì? Đi, ra ngoài đi. Một chút thôi. Anh Nhung đưa anh Sáng đi đâu đấy? Lại có cô nào à? Không. Chuyện riêng đó mà. Anh cho mặt mà. Này, hả? Hai cái ông này bí hiểm thế nhỉ? Chắc lại liên quan đến chuyện tình yêu anh Tấn nha. Đi. Cậu cứ bỏ ra nào. Nhanh lên. Cuối cùng là cậu muốn đưa tớ đi đâu? Thì á, mình đưa cậu đi á, giải quyết ân oán chuyện tình cảm của cậu với người ta đó. Ân oán gì? Với ai? Thì Nguyệt Hà đó, mới từ Hà Nội ra. Cô ấy đâu rồi? Cô ấy á, thấy cậu tình tứ với Thủy Tiên quá, cho nên cô ấy á, đã ở ngoài chiêu đãi sở rồi. Cậu muốn tìm á, thì lên đó tìm cô ấy đi. Tìm thấy rồi sao? Rồi lại tiếp tục kéo dài sự hiểu lầm mà. Vậy bây giờ nha, mình hỏi thiệt cậu nha. Chuyện tình cảm của cậu á, đến bây giờ thì có ba người nè. Nguyệt Hà nè, Kiều Liên nè, Thủy Tiên nè. Ba người đó cậu yêu ai nhất? Trống hết cả mặt. Cho dù bây giờ Kiều Liên đã cắt đứt tình cảm với tớ, nhưng tớ vẫn yêu cô ấy. Và chỉ yêu một mình cô ấy thôi. Kiều Liên này, chắc chắn là Kiều Liên không nhớ ngày anh gặp Kiều Liên tại nhà máy đâu. Lúc ấy anh vừa từ Liên Xô về chưa được bao lâu, và cũng như một đứa trẻ mới lớn lần đầu tiếp xúc với thế giới xung quanh. Điều gì ấn tượng nhất sẽ ở lại trong ký ức của mình, và em là một trong những ấn tượng đó.
Em thật không ngờ mình lại có được vinh dự ấy. Em cứ nghĩ là do anh quý em nên nói như vậy thôi. Chứ thực ra thì em cũng như bao người khác mà. Em có đồng ý với anh là bánh cốm bánh gai rất bình thường đúng không? Nhưng sao mình lại cứ nhớ đến nó mỗi khi đi xa? Vì nó ngon, nó đượm, nó... Nó làm sao anh Ninh nhỉ? Vì nó làm người ta quyến luyến. Mãi nghĩ đến nó, anh không thể nào quên được. Đêm hôm ấy, anh trằn trọc không thể ngủ. Hình bóng em cứ hiện hiện trước mắt anh. Và những ngày sau đó thì anh cứ ngỡ mọi chuyện sẽ phôi pha, vì em dửng dưng trước tình cảm của anh. Nhưng thật kỳ lạ, anh không tài nào quên được. Lúc đó anh đã biết em có người khác rồi mà. Tại sao anh cứ... Vì anh không thể nào yêu ai được nữa, dù chỉ là tình yêu một chiều. Trong lòng anh lúc đó tràn ngập tình yêu của anh dành cho em, mà không cần em đáp lại. Thế đấy. Liên này, được nắm tay em thế này với anh là hạnh phúc lắm rồi. Thầy ạ. Thu Vân đây à? Em đến khi nào thế? Em đến được một lúc rồi thầy ạ. Thầy đóng cửa đi ạ. Sao em không mở cửa sổ ra? Không. Thầy đừng mở. Sao vậy? Dạ. Mọi khi ở nhà thầy vẫn mở kia mà. Mọi khi khác, hôm nay khác. Thầy không hiểu. Mà thầy ăn gì chưa? Em có mang thức ăn đến cho thầy. Thầy ăn no rồi. Thầy đi ăn với chị Kiều Liên phải không? Thầy vừa đi ăn với chị Kiều Liên về. Thầy còn đi dạo với chị ấy ạ. Thu Vân, thầy không muốn em chất vấn thầy như vậy. Thật không phù hợp. Em xin lỗi thầy, nhưng ngày mai em không đến thăm thầy được nữa rồi. Em đã đăng ký đi bộ đội. Ngày mai em sẽ vào Quảng Trị sớm. Thật vậy à? Mà sao em không cho thầy biết sớm? Để làm gì à thầy? Thầy sẽ đãi em một bữa để chia tay. Em không thích như thế. Em chỉ muốn được ở bên thầy như thế này cho đến sáng thôi. Sao hôm nay em lạ vậy? Toàn nói những lời khó hiểu. Thầy không còn nhận ra em nữa.